trong suốt em từng cố gắng đánh đổi chẳng nhận được điều gì cả. Anh nghĩ chỉ khi hết quan trọng, còn em nghĩ đến việc rời xa. Giọt nước mắt thanh xuân của em đã bao gồm cả anh trong đó. Em cố gắng để có danh phận, còn anh thì chỉ thích tự do. Thôi được rồi, em sẽ trả lại tự do cho anh. Cứ gọi em là kẻ phụ bày, có lẽ sứ mệnh em đã hoàn thành. Người bên cạnh anh tháng năm dài tổn thương cách mấy cũng chẳng thở than. Anh thì tìm được thú vui mới chỉ trong vài ngày đã mau chóng chán. Em sẽ thay những lời trách móc bằng ngôn ngữ khác, chính là lặng im để em xem rằng trên thế gian ai là người mà anh cần tìm. Em thật ra không hề mạnh mẽ, chống trái ngược con người của em, nên em đã chọn cách rút lui bởi em biết mình còn yếu kém. Anh không còn yêu thương em nữa, chắc chắn là vậy nên anh đừng chối, cũng đừng đến chỉ để quan tâm, bởi chúng ta đâu còn cơ hội. Anh đã thật sự khác rất nhiều, chẳng còn muốn chở che em nữa. Dù em nói thế nào đi nữa thì tất cả cũng chỉ là chẳng bao giờ anh nghe em nói những lý do khiến ta rời xa. Em chỉ mong biết anh có yêu thương em. Giống em không, tựa như mình rơi vào vực thẳm. Sẽ tệ nhạt nếu như một ngày chẳng còn ai cứ gọi anh ơi, chẳng còn ai nhắc anh ra đường chạy xe cẩn thận ở nhà em đợi. Anh ơi anh, nếu anh không thế thì chắc